Sắc bên đăng hình tại tòa án sau nghi vấn chia tay tình trẻ. Đàn ông một lần ly hôn là báu vật, còn hai lần là rác rưởi. Động thái đăng tải hình ảnh tại tòa án kèm chia sẻ ấp mở từ Sắc bên đang nhận về nhiều sự quan tâm từ dư luận. Liệu cuộc ly hôn giữa Sắc bên và doanh nhân Đào Lan Hương sẽ được giải quyết ra sao? Trên trang cá nhân, Sắc bên vừa đăng tải hình ảnh tại tòa án nhân dân một quận ở thành phố Hà Nội. Nam doanh nhân không chia sẻ nhiều về mục đích đăng tải bức hình ảnh, chỉ viết ngắn gọn. Người ta nói, đàn ông một lần ly hôn là báu vật, còn hai lần là rác rưởi. Cùng với đó là trạng thái cảm xúc đang cảm thấy tích cực. Những chia sẻ đầy ẩn ý của Sắc bên khiến nhiều người cảm thấy tò mò, đặc biệt là việc đề cập đến tòa án hay chuyện ly hôn. Liệu có phải trong ngày hôm nay, Sắc bên cùng vợ là doanh nhân Đào Lan Hương ra tòa hòa giải ly hôn lần thứ hai sau gần 3 tháng kể từ phiên hòa giải bất thành? Hồi cuối tháng 9, vợ chồng Sắc Bình và Đào Lan Hương có buổi hòa giải đầu tiên để giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên, đôi bên chưa đạt được thỏa thuận chung về việc phân chia tài sản. Theo Sắc Bình, từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019, đã cùng bà Đào Lan Hương hoàn tất việc phân chia tài sản, gồm bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Tuy nhiên, khi ra tòa, bà Đào Lan Hương chưa thỏa mãn vấn đề phân chia tài sản, nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian. Sắc bên sẵn sàng chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương, nhưng phải trong thời gian nhất định và không quá khác biệt so với những thỏa thuận đã được thống nhất thực hiện trước đây. Trước đó, vào cuối tháng 8, Sắc bên để lộ ảnh hẹn hò thân mật cùng nữ diễn viên Phương Oanh. Rất nhanh sau đó, cặp đôi đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Nam doanh nhân sinh năm 81 cho biết yêu Phương Oanh từ tháng 6 sau khi ly thân vài năm và đã ký đơn đồng thuận ly hôn. Tuy nhiên, phía bà Đào Lan Hương lại nêu quan điểm ngược lại khi cho biết vẫn là vợ chồng hợp pháp với Sắc bên, giấy ly hôn còn trong két. Sự mâu thuẫn giữa hai bên khiến diễn viên Phương Oanh bị chỉ trích với nghi vấn là người thứ ba. Có thời điểm vì liên tục đăng hình thân mật với Sắc bên, bà Đào Lan Hương thông báo lập vi bằng, yêu cầu xử lý người đẹp Quỳnh Búp Bê. Thời gian gần đây giữa Sắc bên và Phương Oanh rộ lên tin đồn đã chia tay qua những dòng trạng thái bày tỏ sự tan vỡ, trống rỗng. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn với báo chí, Sắc Bình xin phép không chia sẻ chi tiết về vấn đề này, đồng thời khẳng định tìm hiểu mối quan hệ khác là không vi phạm pháp luật hay đạo đức. Sắc Bình cũng cho biết cuộc hôn nhân với bà Đào Lan Hương không thể cứu vãn và đã chấm dứt từ lâu. Trong khi đó, phía bà Đào Lan Hương cũng tỏ rõ quan điểm về chuyện ly hôn, bằng mọi giá bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các con, gần như song song với thời điểm Sắc Bình đăng tải hình ảnh tại tòa án. Bà Đào Lan Hương cũng chia sẻ những hình ảnh hai con với dòng trạng thái ngắn gọn, chẳng gì quý hơn. Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, nữ doanh nhân có nhắc đến Sắc Bình và gửi lời cảm ơn vì đã dành khoảng thời gian thanh xuân cùng nhau, xây dựng gia đình có những người con kháu khỉnh. Bà Đào Lan Hương và Sắc Bình kết hôn năm 2008, cả hai là bạn học, cùng nhau khởi nghiệp từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, xây dựng cơ nghiệp triệu đô từ những khó khăn ban đầu. Cả hai đã có với nhau hai con. Hiện tại, quá trình giải quyết vụ ly hôn ồn ào của bà Đào Lan Hương và Sắc Bình vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.